quý vị thân mến, mời quý vị nghe tiếp phần 4. Công trình nghiên cứu Chúng ta thoát thai từ đâu của nhà bác học Erno Mundat. Bản dịch của dịch giả Hoàng Giang, nhà xuất bản Thế giới. Chương 3. Hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là của ai? Khi phân tích con mắt của chủng tộc loài người, chúng tôi kết luận nhân loại ngày nay xuất hiện từ một nguồn gốc Tây Tạng duy nhất. Vậy thì câu hỏi sau cũng hợp lý. Ai là người đầu tiên sinh ra loài người trên Tây Tạng? Ai là ông tổ và bà tổ của con người ngày nay? Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc loài người trên trái đất. Phần lớn các nhà bác học theo trường phái duy vật thống nhất ý kiến con người trên trái đất có nguồn gốc từ loài vượn. Minh chứng của họ là hiện vật khảo cổ của người nguyên thủy và dụng cụ lao động thô sơ của họ như rìu, đá. Tiến trình phát triển từ vượn người đến con người hiện đại thật rõ ràng, dường như không thể không tin vào điều đó. Song, toàn bộ tiến trình người hình thành từ vượn cũng có thể trình bày rõ ràng ngược lại quá trình vượn hình thành từ người. Minh chứng cho điểm này không hề ít hơn so với trong giả thuyết của Darwin đang nói tới. Trên trái đất có không ít bộ lạc man dợ. Mức độ hoang dã cho thấy họ gần với loài vượn hơn là loài người. Bởi vậy, cách lý giải nguồn gốc vượn của loài người không thật thuyết phục như thoạt đầu ta tưởng. Một số học giả lại cho rằng nguồn gốc của loài người là người tuyết. Có lẽ không có lửa thì làm sao có khói, và người tuyết có thật. Nhiều dân tộc có truyền thuyết về người tuyết. Ở Tây Tạng là Echi, ở Yakut là Chuchun, vân vân. Nhưng khoa học chưa vạch ra được các tương thích giữa người vượn và con người. Có ý kiến cho rằng hạt giống người do người hành tinh khác mang đến trái đất. Song, chúng ta chưa có bằng chứng nghiêm chỉnh nào có lợi cho ý kiến trên. Người có học nào cũng đã từng nghe các câu chuyện huyền thoại về những người Atlant hùng mạnh sống trên trái đất từ ngày xửa ngày xưa. Trong sách báo chuyên môn Blavatsky, các tín ngưỡng phương Đông, vân vân, nói rằng trước chúng ta trên trái đất đã tồn tại vài nền văn minh cao hơn đáng kể nền văn minh chúng ta. Biết đâu chính những người Atlant tiêu vong bởi một thảm họa toàn cầu đã gieo mầm sống cho nhân loại ngày nay. Biết đâu Shambhala huyền bí mà theo truyền thuyết cũng ở Tây Tạng có quan hệ tới nguồn gốc Tây Tạng của loài người. Biết đâu lại có lý điều khẳng định trong tín ngưỡng tôn giáo rằng con người trên trái đất do Chúa Trời tạo nên bằng cách cô đặc dần phần hồn và phát triển qua nhiều tầng bậc văn minh đã đến được thời đại ngày nay. Khi suy ngẫm về các vấn đề này, tôi vẫn cố duy trì cách tiếp cận khoa học, mặc dù trong các công trình nghiên cứu loại này không thể hy vọng sẽ nhận được những minh chứng trực tiếp hùng hồn. Tôi nghĩ chúng ta đã bắt đầu nghiên cứu vấn đề này từ việc phân tích con mắt. Vậy thì phải tiếp tục theo hướng đó. Như thế là đôi mắt thống kê trung bình của loài người khu trú ở Tây Tạng. Biết đâu sự kiện này là biến thái ngẫu nhiên cấu tạo mắt của chủng tộc Tây Tạng.
nhưng có thể nó mang một ý nghĩa sâu xa và thậm chí bí hiểm. Biết đâu, người cổ đại đã nắm biết hình học nhãn khoa và để lại ở Tây Tạng các minh chứng dưới dạng hình vẽ con mắt mà dựa vào đó có thể tái tạo hình dáng con người họ. Biết đâu, chính đôi mắt thống kê trung bình đó lại là chìa khóa giải đáp câu hỏi chính của nhân loại: tổ tiên chúng ta là ai? Song, vô số điều biết đâu không thể làm thỏa mãn trí tò mò khoa học. Cần đi tìm sự thật. Tấm danh thiếp của các đền chùa Tây Tạng. Anh bạn tôi và là cộng sự trong nghiên cứu hình học nhãn khoa, Valery Lobankov đi Tây Tạng để trèo lên một ngọn của dãy núi Himalaya. Trước khi lên đường, tôi bảo anh ấy: "Này Valery, đến Tây Tạng, cậu để ý xem, biết đâu trên các đền chùa ở đó lại có hình vẽ con mắt nào đó. Cậu biết đấy, không có lửa làm sao lại có khói. Gì đi nữa thì đôi mắt thống kê trung bình của loài người là ở Tây Tạng." Một tháng sau, Valery Lobankov ở Tây Tạng về và gọi điện ngay cho tôi: "Erner này, tuyệt vời lắm. Cậu thế mà có lý. Có chuyện gì vậy? Cậu có bao giờ nghe nói tới tấm danh thiếp của các đền chùa Tây Tạng không?" "Không, là cái gì vậy?" "Tớ đã bao giờ đến Tây Tạng đâu." "Đến chùa nào của Tây Tạng?" Lobankov nói. "Cũng có, như thể tấm danh thiếp, hình vẽ con mắt to tướng, khác thường. Con mắt to đùng, đặc biệt. Chúng nhìn ta như thể cả ngôi đền đang nhìn ta vậy." "Con mắt như thế nào mới được chứ?" "Khác thường, không giống mắt người. Mà cậu biết không, hình vẽ đúng phần mặt mà chúng ta đang tìm hiểu khi nghiên cứu hình học nhãn khoa." "Không tưởng tượng được, một sự trùng lặp. Tớ bị sốc khi trông thấy chúng, hoàn toàn những cái mà chúng ta đã nghiên cứu ở con người. Mọi thông số hình học nhãn khoa đều có, nhưng con mắt thì hoàn toàn khác." "Được đấy." Tôi hít gió một cái. "Mà đền chùa nào ở Tây Tạng cũng có hình vẽ con mắt to lắm, chiếm đến nửa tường. Đúng là ai đó đã để lại hình vẽ các con mắt đó như một vật thiêng." Lobankov nói tiếp: "Mà này, tuyệt vời đấy chứ. Chúng ta đã tính được đôi mắt thống kê trung bình và cho rằng chuyện đó chẳng phải là ngẫu nhiên." "Mà phải thôi, đâu phải tự nhiên mà đôi mắt thống kê trung bình mang màu sắc huyền bí vậy. Logic khoa học đã đúng. Không đâu trên thế giới có cái đó. Không một đền chùa nào trên thế giới lại có hình con mắt. Chỉ có ở đây, ở Tây Tạng, nơi mà đôi mắt thống kê trung bình." "Cậu có hỏi các vị Lạt Ma mắt đó của ai không?" Tôi hỏi. "Dĩ nhiên rồi, một số Lạt Ma, chủ yếu bậc dưới, bảo đấy là mắt của Đức Phật. Còn các Lạt Ma khác cao cấp hơn, im lặng, chẳng nói gì cả." "Cậu hỏi vị Lạt Ma bậc trên, có tha thiết không? Mắt đó của ai vậy?" "Tớ hỏi tha thiết lắm chứ, nhưng không nói gì hết. Lái câu chuyện sang hướng khác, tớ có cảm giác bí mật của các con mắt đó rất quan trọng đối với họ. Biểu tượng ấy nói lên một điều gì đó rất nguyên tắc." Lobankov nói. "Cậu có chụp ảnh các con mắt đó không?" "Tất nhiên rồi. Quay cả video nữa."
Hôm đó, tôi và Lô Văn Cốp gặp nhau. Tôi cùng với cậu ấy và Valentina Iakovleva đưa hình những con mắt khác thường đó vào máy tính, lập biểu đồ theo các tiêu chí hình học nhãn khoa cơ bản và tiến hành phân tích. Như tôi đã viết ở phần trên cuốn sách, áp dụng các nguyên lý hình học nhãn khoa có thể tái tạo con người dựa vào đôi mắt với mức độ chính xác khác nhau. Chúng tôi đã cố gắng làm việc đó, tái tạo con người có hai con mắt được vẽ trên các đền chùa Tây Tạng. Con mắt trên các đền chùa Tây Tạng nói lên điều gì? Tôi sẽ không dừng lại ở các chi tiết của phương pháp phục chế hình dáng con người. Có con mắt được vẽ trên các đền chùa Tây Tạng, tôi chỉ lưu ý vài điểm dưới đây. Thứ nhất, không có sống mũi mà trong hình vẽ con mắt bình thường bao giờ cũng có. Sự thiếu vắng sống mũi nói lên điều gì? Chúng ta biết là sống mũi ở người hiện đại che khuất một phần thị trường từ phía trong. Ở ngoài thị trường là 80 đến 90 độ, bên trong âm 35 đến âm 45 độ. Bởi vậy, người hiện đại có thị giác hai mắt, nhìn hai mắt cho phép nhận biết khối của vật và khoảng cách tới vật đó chỉ trong giới hạn 35 đến 45 độ, chứ không phải là 80 đến 90 độ từ bốn phía. Sự bất tiện này do sống mũi gây ra chỉ nhận thấy dưới ánh sáng ban ngày. Ánh sáng nhân tạo rõ hơn, nhưng ánh sáng đèn đỏ cản trở đáng kể khả năng định hướng trong không gian. Trong trường hợp không có sống mũi, con người sẽ nhìn được hai mắt trong phạm vi 80 đến 90 độ từ bốn phía. Điều này sẽ thuận lợi cho việc định hướng trong không gian dưới ánh sáng đỏ. Có thể chủ nhân của con mắt Tây Tạng khác thường đó sống trong điều kiện ánh sáng đỏ. Giả định này có sức nặng, bởi lẽ thị giác có một chức năng quan trọng. Như vậy, phải có những cơ chế thích ứng cho phép có một thị giác tốt nhất. Cơ chế thích nghi dưới dạng khiếm khuyết sống mũi không quan trọng lắm đối với ánh sáng ban ngày bình thường, song trong điều kiện ánh sáng đỏ lại quan trọng. Tôi liền tìm đọc sách của nhà tiên tri Nostradamus năm 1555 và được biết nền văn minh trước đây của người Atlant tồn tại trong môi trường ở các màu sắc đỏ tía, bầu trời đỏ, cây cối đỏ, vân vân. Từ đó có thể kết luận rằng hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là của chủ nhân nền văn minh trước đây, người Atlant huyền thoại. Giờ thì trời có màu xanh và mắt của chúng ta thích ứng với điều đó. Tôi có cảm giác khi trục xoay của trái đất thay đổi thì màu sắc của bầu trời cũng phải biến đổi. Cũng vẫn qua quyển sách của Nostradamus ấy, tôi được biết kết cục của thảm họa toàn cầu đã hủy diệt người Atlant. Trục quay của trái đất đã thay đổi và hai cực đã chuyển chỗ. Thứ hai, khúc lượn của hình hai mí mắt trên đền chùa Tây Tạng không bình thường. Nếu mí mắt trên của người hiện đại có hình vòng cung rõ ràng, thì ở giữa mí mắt trên của con mắt nói ở trên nhô xuống như buông rủ xuống giác mạc. Điều đó có thể minh chứng cho điều gì? Trước hết, khi nhắm
khe mắt không kín hoàn toàn, do đoạn thõng xuống của mí trên cản trở. Vì không có sống mũi và nhìn cả hai mắt trên toàn thị trường, kể cả ngoại vi, nên chủ nhân con mắt Tây Tạng khác thường, có khả năng nhìn thấy ngay cả khi hai mắt khép hờ. Dĩ nhiên, thị giác kiểu này không phải tốt lắm, nhưng hoàn toàn đủ để định hướng trong không gian. Người hiện đại khi nhắm hờ mắt không có thị giác định hướng kiểu như vậy. Bởi không có thị giác hai mắt ngoài rìa, do sống mũi và mí trên không có khả năng khép kín, diện tích chính của bề mặt giác mạc để phần còn lại của khe mắt hé mở. Thuộc tính bảo tồn thị giác định hướng trong trạng thái khép hờ của con mắt Tây Tạng khác thường đã làm xuất hiện một cơ chế thích ứng nữa, đuôi khe mắt dài và giãn ra vào phía trong và xuống dưới. Điều này chứng minh có sự tiết và chảy nhiều nước mắt để duy trì độ ẩm cho mắt khi khe mắt không khép kín. Vì sao khe mắt lại không khép kín và vẫn giữ được thị giác định hướng? Chúng tôi không tìm được cách giải thích nào khác ngoài sự cần thiết bảo vệ lớp giác mạc mỏng manh khi phải bơi nhanh dưới nước. Người có hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng có thể bơi lội nhanh dưới nước nhờ có đoạn cong của mí mắt trên phủ xuống giác mạc, dễ bị tổn thương và vẫn giữ được thị giác định hướng. Sự thích nghi này của con mắt chứng tỏ rằng con người này vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước. Trong cuốn sách của Nostradamus, tôi đọc thấy người Atlan lúc đó sống trên nhiều các hòn đảo và có đồn điền dưới nước nuôi trồng hải sản. Như vậy, người Atlan làm nghề nông dưới nước thì họ phải sống vừa trên cạn vừa dưới nước. Từ kết luận đó, chúng tôi bổ sung thêm vào dung mạo người Atlan giả thuyết. Họ phải có lồng ngực to và hai lá phổi phát triển để trong khi bơi lội có một lượng không khí dự trữ lớn. Tiếc rằng, lúc chúng tôi tiến hành các tính toán đó, chúng tôi đã không ước đoán được dấu hiệu khác biệt nữa của người Atlan. Đó là cái màng giữa các ngón tay và ngón chân. Mặc dù điều đó bắt nguồn từ logic của nhận định trên, tư liệu về sự hiện hữu của màng chúng tôi chỉ có được trong thời gian thám hiểm Tây Tạng. Thứ ba, ở tại chỗ cái mũi của hình vẽ trên các đền chùa Tây Tạng là vòng xoắn ốc. Cái gì vậy? Xem trọng giả định người Atlan vừa sống trên cạn vừa sống dưới nước, chúng ta có thể nghĩ vòng xoắn ốc có vai trò như một lỗ thở nhỏ. Giải phẫu lỗ thở kiểu van này có ở các động vật biển, cá heo, cá voi, vân vân. Nó đảm bảo ngăn chặn nước xâm nhập vào đường hô hấp khi đang ở dưới nước. Chúng tôi chưa tìm ra cách giải thích nào về công dụng của vùng xoắn ốc. Ngoài đó là sự thích nghi với điều kiện sống vừa trên cạn vừa dưới nước. Có hai điểm trong vòng xoắn ốc chưa rõ. Vì sao cái lỗ kiểu van lại có hình vòng xoắn ốc và tại sao phần dưới của lỗ thở lại có hình cái khe? Khi đó chúng tôi chưa gặp Ananta Krishna và chưa biết về chức năng tạo tiếng động của vòng xoắn ốc đó. Lúc đó Vinay Gafarov chưa tiến hành nghiên cứu giải phẫu phôi và chưa có kết luận về khả năng tồn tại các thành phần mang của những người nửa cá nửa người đó. Xong về chuyện này, chúng tôi sẽ nói sau. Thứ tư, ở trung tâm phía trên hình hai con mắt một chút, có một vết giống cái giọt. Nó ở tại chỗ mà phụ nữ Ấn Độ vẽ cái dấu trang điểm. Cái gì vậy?
có thể giả định rằng cái vết có hình giọt đó mô phỏng con mắt giả thuyết thứ ba. Được biết, ở một thời xa xưa, con người có con mắt thứ ba. Các dữ liệu của phôi học cho thấy điều này. Còn ngày nay, ở người hiện đại, con mắt đó vẫn còn ở dạng tuyến tùng, đầu xương ẩn sâu trong lòng bộ não. Con mắt thứ ba được coi là cơ quan năng lượng sinh học của con người. Thần giao cách cảm, vân vân. Và theo các chuyện huyền thoại, nó có thể làm nên những điều kỳ diệu, truyền ý nghĩ trong khoảng cách, tác động lên trọng lực, chữa bệnh, vân vân. Mà biết đâu cái đốm trên trán phụ nữ Ấn Độ là biểu tượng cho sự tưởng nhớ tới cái cơ quan diệu kỳ đó của con người. Tôi dở cuốn sách của Nostradamus và đọc được rằng người Atlan huyền thoại nhờ có năng lượng bên trong được truyền qua con mắt thứ ba có thể di chuyển những vật nặng khủng khiếp dường như chỉ bằng ánh mắt và xây dựng các công trình hoành tráng như kim tự tháp. Khó nói ai là người đã xây nên các kim tự tháp, song không thể loại trừ khả năng người Atlan đã dựng nên các kim tự tháp từ trước khi bắt đầu kỷ nguyên của loài người ngày nay. Xin người Ai Cập và Mexico đừng tự ái, song hoàn toàn có thể rằng không phải họ đã dựng nên kim tự tháp, chẳng qua tổ tiên của họ đã đến vùng đất có kim tự tháp và sinh cơ lập nghiệp bên những pho tượng đá khổng lồ đó. Trên cơ sở những nhận định trên, chúng tôi đã giả định rằng hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là của người thuộc nền văn minh trước chúng ta, tức Atlan. Phân tích các con mắt đó cho thấy người Atlan giả định có một cơ thể to lớn, chắc chắn là rất cao. Họ sống vừa trên cạn, vừa dưới nước và trong hoạt động canh nông đã sử dụng sức mạnh của con mắt thứ ba. Chúng tôi lại một lần nữa ngạc nhiên trước sự trùng khớp. Đôi mắt thống kê trung bình của người hiện đại khu trú ở Tây Tạng, và chính nơi này người Atlan giả thuyết đã để lại kỷ niệm về mình dưới dạng con mắt, mà dựa vào đó có thể suy xét về ngoại hình và cách thức sinh sống của họ. Ananta Krishna. Chúng tôi vừa tin vừa không tin vào những kết luận của mình. Nhưng có một người tên là Ananta Krishna đã giúp chúng tôi tin phần nào là mình có lý. Chuyện xảy ra tại một hội nghị vào tháng 9 năm 1995 ở Krum. Hội nghị đó có cái tên rất rối rắm: những cơ sở nền tảng của sinh thái và sức khỏe tinh thần của con người. Nhưng thực chất đến dự toàn những người đang nghiên cứu khoa học thần bí, chủ yếu là các thầy pháp, đạo sĩ, các nhà ngoại cảm, phù thủy và những người khác có những khả năng đặc biệt, nhưng cũng có nhiều học giả của nhiều nước ở Ấn Độ, Thụy Sĩ, Đức, Hoa Kỳ, vân vân. Quan tâm đến những vấn đề tương tự như vậy. Tại hội nghị đó, tôi được đọc báo cáo trong phiên họp toàn thể. Tôi trình bày các nghiên cứu khoa học đã mô tả ở trên, nhấn mạnh phương pháp logic tiếp cận vấn đề bắt đầu bằng câu hỏi vì sao chúng ta lại nhìn vào mắt nhau, và kết thúc bằng việc mô tả ngoại hình người Atlan giả thuyết. Tôi nói bằng tiếng Anh, vừa nói vừa dịch từng câu
sang tiếng Nga. Bởi vậy, cả hội nghị đều hiểu tôi thấu đáo. Bản báo cáo đã gây được sự thích thú lớn. Mọi người đặt nhiều câu hỏi, thảo luận, trao đổi. Ở hành lang, có một người ăn vận kiểu Ấn Độ bước tới tôi và rõ ràng mạch lạc nói với tôi rằng ông ta không ngờ một học giả phương Tây nhờ logic đã khám phá một trong những bí mật cơ bản của phương Đông. Thưa ông, hình con mắt trên các đền chùa Tây Tạng là bí mật chủ yếu của phương Đông? Không hẳn vậy, đó là một trong các bí mật nhưng chưa phải là chính nhất, người vận bộ cánh Ấn Độ đáp. Vậy điều bí mật nào là chính? Tôi rùng mình, trong thâm tâm hiểu rằng tại đây, ngoài hành lang này, chắc gì người này đã cho tôi biết điều thầm kín. Ông đã nghe nói về các bí mật của Lạt Ma Tây Tạng chưa? Thay vì trả lời, ông ta hỏi lại. Có, tôi nghe nói có những bí mật đó. Ngoài ra tôi không biết gì hơn. Không ai biết, thế mới là bí mật. Ông người Ấn Độ nói, bao hàm nhiều ý. Ông tên là gì ạ? Tôi là thầy Ananta Krishna. Chúng tôi trao đổi danh thiếp và hẹn sau đó vài tiếng gặp nhau tại khách sạn. Cần hiểu chữ thầy như thế nào, thưa ngài? Tôi hỏi khi đã về khách sạn. Thầy là phạm trù đặc biệt của các nhà hoạt động tôn giáo phương Đông. Họ nắm bắt một vài bí mật. Ananta Krishna đáp. Những bí mật gì vậy? Dẫu sao? Những bí mật của người cổ xưa. Ngài có thể cho biết điều gì không? Ông hãy đọc Học Thuyết Bí Ẩn của Elena Blavatskaya. Như tôi hiểu, ông chưa đọc bà ấy. Chưa, thưa ngài. Các ông người Nga sướng thật. Tại đất nước các ông đã sinh ra bậc được bí truyền vĩ đại nhất thế giới là bà Blavatskaya. Ông có thể tìm thấy trong cuốn sách đó nhiều bí mật của người cổ xưa. Chỉ có điều khó hiểu vì trong đó toàn logic của thánh thần. Nhưng nếu ông tìm hiểu logic phương Đông và kinh nghiệm phương Đông về thời cổ đại, ông có thể hiểu được Blavatskaya. Hay ngài và tôi thử đối thoại cởi mở xem sao? Tôi đề nghị. Vâng, thì thử. Song ông chưa có đủ kinh nghiệm của phương Đông. Ông là học giả phương Tây, ông ta nói. Ngài có thể cho biết ngắn gọn về các hiểu biết cơ bản về thời cổ đại của phương Đông không? Tất nhiên rồi. Thế là ông ta đọc một bài diễn văn gồm toàn các từ thiện, ác, tử bi, bác ái, khổ đau mà tôi chẳng hiểu gì hết. Tôi lịch thiệp gật gật đầu, cố nắm bắt logic. Song cũng không hiểu gì hơn. Tôi tin Ananta Krishna nói những điều thiết thực. Nhưng cách hiểu nôm na các định đề thiện ác tử bi đã không cho phép tôi hiểu bản chất vấn đề. Thất vọng, tôi chuyển sang nói chuyện khoa học kiểu phương Tây. Thưa ngài Krishna, tôi phân tích con mắt được vẽ trên các đền chùa Tây Tạng như vậy có đúng không? Đúng. Các con mắt đó chính là của người Atlan phải không ạ? Chúng tôi gọi những người cổ xưa cách khác. Đó là mắt của ai vậy? Tôi cố hỏi bằng được. Đó là con mắt của ngài. Thế ngài là ai? Ngài là thiên tử. Ngài đã tái tạo loài người hiện đang sinh sống trên trái đất, truyền cho họ tri thức, dạy bảo họ tiến bộ và đã không để họ tiêu vong. Chính nhân loại được tái sinh đó đã tỏa ra khắp thế giới. Thiên tử ở đâu ra? Ở đâu ra mới được chứ? Trên trái đất đã có và hiện vẫn còn thế hệ những thiên tử vĩ đại. Vẫn còn,
Ở đâu? Ở Shambhala ư? Mà cái vòng xoắn ốc tại chỗ mũi của các vĩ nhân đó không chỉ có vai trò lỗ thở mà còn là cơ quan tái tạo tiếng động. Ananta Krishna lái câu chuyện sang đề tài khác. Họ nói bằng mũi chứ không phải bằng mồm à? Vâng, thậm chí họ có thể nói trong một phạm vi rất rộng, từ siêu âm đến tia hồng ngoại. Bởi vậy tiếng nói của họ đượm đầy và phong phú hơn của chúng ta. Họ sử dụng cả ngôn ngữ thần giao cách cảm. Đầu của họ to hơn, họ chỉ dùng những đồ ăn mềm. Họ gìn giữ nghiêm chỉnh và thành kính hai âm so và hum, và sống theo luật lệ so hum. So hum là gì? Vì sao các âm đó lại là chủ yếu? Có lẽ ông không thể hiểu so hum là gì. Đó là cả một triết học, Ananta Krishna đáp. Tôi còn hỏi Ananta Krishna rất nhiều, nhưng tôi biết nhiều điều ông ấy không nói hết, mà nhiều cái tôi thấy khó hiểu. Lúc đó tôi chưa biết rằng tôi sẽ phải tốn rất nhiều công sức để thấu hiểu phần nào triết học cổ đại. Tôi chưa hiểu vai trò của bức đại thông điệp So Hum, cuối cùng chưa nắm được tính đa diện. Đối với nền văn minh của chúng ta, mọi ý nghĩ của tôi chỉ xoay chung quanh các âm thanh lạ lùng đó. Khi đó tôi đâu đã hình dung được rằng con mắt có hình vẽ trên các đền chùa Tây Tạng không phải của người Atlan mà thuộc đại diện của một nền văn minh xa xưa và bí hiểm hơn. Mà Ananta Krishna gọi là thiên tử. Mãi sau này, trong quá trình viết sách, tôi mới có nhận định trên. Bởi vậy, trong phần lớn quyển sách này, tôi sẽ gọi con mắt được vẽ trên các đền chùa Tây Tạng là mắt của người Atlan. Mà lúc đó, khi tôi bắt đầu kết thúc công việc phân tích con mắt có hình vẽ trên đền chùa Tây Tạng, tôi bị dằn vặt bởi câu hỏi các đại diện của nền văn minh trái đất cổ xưa xuất hiện ở thời kỳ lịch sử khá muộn màng, từ đâu đến, bởi họ đã tiêu vong từ lâu rồi cơ mà. Chủ nhân, các nền văn minh xa xưa còn tồn tại trên trái đất không? Có lẽ đúng là trên trái đất trước chúng ta đã tồn tại các nền văn minh của loài người. Họ có một nền công nghệ có hàm lượng chất xám cao. Việc sử dụng sức mạnh phục vụ các ý đồ độc ác đã trở thành vô cùng nguy hại. Các nền văn minh tự hủy diệt, rồi trên đống đổ nát của nền văn minh cũ, nền văn minh mới hồi sinh, và cứ như vậy. Giả sử lúc này, khi mà nền văn minh Ariang của trái đất chúng ta đã đạt trình độ công nghệ có hàm lượng chất xám cao, một vị đứng đầu siêu cường quốc nào đó, Hoa Kỳ hay Nga, ấn cái nút chiến tranh hạt nhân, thì loài người sẽ bị hủy diệt. Một hành tinh lạnh ngắt sẽ là mùa đông hạt nhân và bị nhiễm xạ, không thể có sự sống. Mãnh lực của các mưu mô thâm độc thật to lớn, các ý đồ hiểm độc hướng sức mạnh của công nghệ gen vào tàn phá, hủy diệt và có thể đưa nền văn minh tới chỗ tự tiêu vong. Tạm thời, chúng ta chưa hiểu hết bản chất của cái thiện và cái ác, nhưng chắc chắn chúng có sức mạnh to lớn. Chẳng thế mà sự tôn thờ cái thiện đem đến tiến bộ, còn sự sùng bái cái ác và quyền lực dẫn đến tàn phá và chiến tranh. Bởi thế, sự phát triển tinh thần với ý nghĩa tốt đẹp của xã hội loài người mang ý nghĩa quan trọng về nguyên tắc và thậm chí thể hiện bằng vật chất. Tôi có cảm tưởng về mặt tinh thần Nhật Bản là một trong những nước phát triển cao hơn cả.
tôi đã đến đó 3 lần và có thể suy xét về vấn đề này. Còn Hoa Kỳ là một trong các nước yếu kém hơn cả về mặt tinh thần. Hiện tại, Nhật Bản có thu nhập đầu người là 35.000 đô la một năm, còn Mỹ 19.000 đô la một năm, trong bối cảnh nước Nhật trong cuộc thế chiến cuối cùng bị tàn phá và chiếm đóng. Còn Mỹ đã tích lũy trong các nhà băng của họ một số vốn chủ yếu của thế giới. Vai trò tiềm năng tinh thần của dân tộc đã vượt trội. Lẽ nào trên cán cân ý đồ thâm độc hay thiện chí nhân loại trên trái đất lại bấp bênh như vậy? Chẳng lẽ không tồn tại một cơ chế toàn hành tinh đảm bảo duy trì sự sống trên trái đất sau các hiểm họa toàn cầu? Lẽ nào các giá trị tinh thần và vật chất sẽ mất đi vĩnh viễn sau sự tiêu vong của các nền văn minh trái đất? Theo logic thì không thể có chuyện đó. Trên trái đất phải có một cơ chế bảo đảm tiếp nối sự sống trong trường hợp xảy ra các hiểm họa toàn cầu. Thiên tử ở đâu ra mà lại xuất hiện giữa những người của nền văn minh chúng ta ở Tây Tạng? Ngài không thể từ trên trời rơi xuống được. Nếu con mắt của thiên tử được mô tả trên các đền chùa Tây Tạng, thì có nghĩa là người của nền văn minh chúng ta đã nhìn thấy và tiếp xúc với Ngài. Ngài ở đâu đến? Chợt tôi nảy ra ý nghĩ về sự tồn tại một nơi bảo quản những người của các nền văn minh trước đây trên trái đất. Những người cổ xưa đã ở đấy ra và xuất hiện giữa chúng ta. Nơi bảo quản nào vậy? Shambhala chăng? Tất cả những câu hỏi đó đã làm xốn sang lòng tôi và các bạn tôi. Cố để có lời giải đáp cho các câu hỏi đó, chúng tôi đã lên đường thám hiểm xuyên Himalaya. Khi đó, chúng tôi đã không biết rằng vai trò chủ yếu trong thành công của chuyến đi thám hiểm thuộc về bức vẽ người Atlan giả thuyết hay là thiên tử, do chúng tôi thực hiện trên cơ sở phân tích các con mắt được mô tả trên các đền chùa Tây Tạng. Quý vị vừa nghe xong phần 4, nghiên cứu Chúng ta thoát thai từ đâu, của nhà bác học Erner Mundasep. Mời quý vị quan tâm đón nghe tiếp phần sau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.